Nào hai chị em tập theo nha. Tay giơ cao lên trời nào. Bà bạn đứng xa ra đây một chút xíu nữa nào. Đúng rồi. Teddy đứng xa ra đây nào. Giơ tay nào. Cẩn thận làm em đau nha. Bà bảo ơi, đứng xa ra con. Teddy đứng xa nào. Đứng xa tivi ra nào. Em ơi. Rồi, đứng đấy được rồi.